bà cô chú anh chị đang xem kênh Nét Sống Đồng Quê nha. Thì hôm nay á, là Tuyền với lại bé Mêu sẽ đi cho kem miễn phí nha. Thì hôm nay là được anh Danny Nguyễn ở bên Cali có hỗ trợ cho mấy em nhỏ với lại mấy người ở trong xóm của Tuyền là một thùng kem. Đó. Wow, hấp dẫn không yêu? Hấp dẫn không? Đó, kem bên này là rất là nhiều loại kem luôn nha. Đây là kem này, là kem hạnh nhân nè. Đó. Kem hạnh nhân có sô-cô-la. Có sô-cô-la đó hả con hả? Hôm nay ai cho Miêu? Hôm nay ai cho Mão nguyên thùng kem luôn? Mua. Ai? Ai cho? Chú gì? Chú đen này. Chú đen này. Đây là kem, là kem này là kem đá nha. Là nó kem, có hai màu kem. Ở trên màu vàng, ở dưới là màu tím. Là cái kem ở dưới đây là môn nè. Còn trên đây kem gì thì mình cũng không biết. Nó màu xanh rồi màu cam. Rất là màu đỏ. Rất là nhiều màu luôn. Mà thường thường là xanh xanh đỏ đỏ là em nhỏ nó rất mừng nha. Màu gì không? Màu đỏ. Màu đỏ hả? Chính xác. Yeah. Bé Miêu giỏi quá. Còn đây là kem đậu xanh, ở kem sầu riêng. Đó, sầu riêng nha. Tiếp theo nữa là kem đậu xanh nè. Wow, quá nhiều loại luôn. Kem đậu xanh. Đây là kem gì đây? Kem dưa hấu. Ồ, quá giỏi luôn, bé Miêu đúng là chính xác luôn. Ngồi bé Miêu ăn không? Ăn. Bây giờ là mình phải đi phát cho mấy anh chị nha. Chưa chưa một chút đi, chút đi mình phát cho mấy anh chị đi, chút mình ăn nha. Rồi bây giờ là Tiền với lại bé Miêu sẽ lên trên xe này để mà trả từng cây kem cho các em nhỏ với lại bà con ở trong xóm Tiền nha. Cái hùng này nặng giống như con heo. Cái hùng này nặng giống như con heo hả? Thì trước khi mà phát kem thì Tiền cũng có đôi lời đại diện cho các em nhỏ ở xóm và bà con trong xóm. Cảm ơn anh Danny Nguyễn rất là nhiều luôn đã hỗ trợ cho bà con ở xóm em có một thùng kem miễn phí vào buổi chiều nha. Chúc anh và gia đình anh thật là nhiều sức khỏe, luôn luôn gặp nhiều may mắn nha. Còn bây giờ thì mẹ con mình xuất phát thôi. Ai kem miễn phí không? Kem, kem miễn phí đây. Bà con, cô bác ơi, gào lên yêu, gào lên. Ai mua kem miễn phí? Lên giống luôn. Chết rồi, kéo lên, kéo lên. Đó. Cái giống nặng quá. Rồi bây giờ thì sẽ cho kem miễn phí tại đây nha. Miêu gao lên. Cà lem miễn phí đây. Rồi mấy đứa nào ăn cà lem lại chị Tiền lấy cho nha. Rồi cho em bé này trước đi em. Chị giờ em bé chờ đợi hoài. Nó bây giờ là sẽ xuống. Nó với Miêu nặng như con heo vậy. Dạ. Đâu có gì đâu. Mẹ đây nè. Wow. Rồi bây giờ là sẽ cho bà Hai với bé Ngà trước nha. Hôm nay thì được anh Đinh Nguyễn Nguyễn ở bên Cali là có bao nguyên cái xe kem này của con để mà tặng cho mấy đứa nít ở trong xóm mình với lại cho bà con cô bác ở đây luôn nha. Rồi con gửi bà Hai trước. Dạ. Chúc bà Hai ngon miệng. Dạ. Nga. Nga ăn kem gì? Chi cũng được. Chị gì cũng được ha. Dạ rồi con gửi bà Hai luôn. Dạ. Thằng Hạo con cây đi nó ngủ kìa. Ngủ hả bà Hai? Rồi Hạo nhỏ cho Hạo sữa chua nha. Nhà đem đóng đưa chốt năm nha. Rồi. Sô-cô-la. Cho quà rồi sẽ làm gì? Rồi cảm ơn. Rồi cảm ơn anh Đinh này. Cô gì cảm ơn anh Đinh này. Rồi chúc ngon miệng nha. Nha. Rồi. Dạ con gửi ông ba. Chúc ba ngon miệng nha. Rồi ăn kem gì nè? Kem này không? Kem nào? Kem này nha. Rồi cảm ơn anh Đinh này. Rồi Hậu ơi ăn kem không Hậu? Hậu ăn không? Đây tặng cho Hậu cây kem màu đi, đỏ đỏ đi ha. Đỏ đỏ trắng trắng nha. Rồi bà Tư ơi kem không bà Tư? Dạ bà Tư lại lấy giùm con nha. Dạ. Ai ăn kem lại lấy giùm con nha. Hôm nay là miễn phí hết nha. Re-ship luôn. Cô bán gạo. Ăn kem không? Ăn. Ăn kem hả? Ăn kem nào? Ăn chua đi. Dạ ua ha. Rồi hôm nay là anh Danny tặng nha. Bà Tư ăn kem nào bà Tư? Thứ trắng còn không? Thứ trắng đúng không? Dạ ua tặng bà Tư cho bà Tư ăn đẹp da càng ngày càng đẹp thêm nè. Rồi Hậu sao? Hàng bên nó lấy của Hậu rồi hả? Bây giờ sẽ cho Hậu một cây đó nha. Tặng Hậu nè. Màu nào? Kem đó đúng không? Rồi cái này giật tay chị ông. Đây 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 đây. Ken ken ken. Lẹ lên.
Nhét con Ken vô thùng này, chở Ken đi cho luôn nè. Né vô. Rồi cho bạch á. Bạch phong. Đây. Sô cô la luôn. Chị tiền đây. À nặng quá. 7 ăn 7. Cho 7 cây. 7 cây ha. 7 cây nào? Cây này luôn ha. Rồi. Cho con 7 con mẹ nè. Con sô cô la đúng không? Rồi tặng cho con luôn. Cho phải làm sao? Con cảm ơn. Cảm ơn anh Ninh này. Chỉ lẽ cảm ơn anh này. Rồi quá giỏi. Bé ăn không? Nè, tặng cho bé nè. Bé ăn không? Ăn không? Ngon không? Ngon không? Ngon. Đồ, ngon nè. Rồi vậy là chị tiền đi nha. Bà con có bác còn ai thì nhận kem không? Rồi sẽ chạy xe dài lên nha. Con mình á. Chạy hấp hùng lại. Con lên giải thằng con hải sinh. Rồi chú Danny hôm nay miễn phí kem đây anh chị ơi. Kem đi, kem miễn phí đây mấy đứa ơi, mấy đứa có ăn không? Yeah. Hôm nay mấy đứa vui không? Yeah. Bây giờ cho chị tiền chàng vỗ tay coi. Yeah. Rồi mấy đứa ép vô bờ nghe xe nha. Bây giờ chị tiền chạy lên đây miếng nữa. Đó. Rồi miếu ngồi im nha, mẹ xuống xe nha. Đây. Mấy đứa thấy hồng kem đã không? Đã. Mấy đứa có vui không? Vui. Mấy đứa nhận kem mấy đứa sẽ làm gì? Cảm ơn anh này. Đúng rồi, cảm ơn anh Ninh này nhớ không? Dạ. Rồi bây giờ là ai trước? Em lấy cây này. Cái này đúng không? Rồi. Cảm ơn anh này. Quá giỏi luôn. Đây cho Hạnh. Rồi. Đây, kem này hả gì? Rồi. Kem nào? Rồi, cảm ơn ai? Cảm ơn chị. Cảm ơn anh Ninh này. Đây, cho nè, vui nha. Kem nào? Kem này ha, rồi, tặng luôn, cảm ơn. Cảm ơn nha. Khoan, để chị tiền lấy, không được lấy nha. Khoan, mấy đứa buông tay ra, đừng đu nha. Từ từ. Đây, tặng. Rồi. Kem này đúng không? Dạ. Rồi, cảm ơn ai? Cảm ơn anh Ninh. Ừ, rồi quá giỏi. Sô-cô-la đúng không? Cảm ơn ai? Rồi. Kem nào, kem này đúng không? Rồi. Rồi. Con kem này đúng không? Rồi, ép vô mấy đứa ơi. Rồi, ai nữa? Kem nào, sô-cô-la đúng không? Rồi. Còn đứa nào nữa? Kem này đúng không? Rồi. Sô-cô-la luôn đúng không? Rồi, sô-cô-la. Cảm ơn anh Ninh này. Nãy em chưa xuống. Gì hả? Rồi còn ai nữa? Rồi. Kem nào? Trái cây không? Kem trái cây không? Không, sô cô la. Sô cô la đúng không? Đây. Con luôn, cảm ơn này luôn. Con gãy gớt hả? Thôi cho con lại cái khác nè. Cảm ơn anh Ninh này. Rồi. Điền. Cây ăn kem gì Điền? Kem đúng không? Trái cây hả? Trái cây đúng không? Rồi. Mới đi học về hả? Còn ai nữa không? Hết rồi không? Lẹ lên. Đây. Lẹ lên đây. Mệt không? Chạy mệt không? Mệt hả? Rồi, đây, cho đây. Em cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn anh Nị đi con. Em cảm ơn Nị. Rồi. Rồi, đi tiếp thôi. Gao lên Miu ơi. Hôm nay ai cho miễn phí Miu? Ai mua kem không? Chú Nị miễn phí kem đi. Ai mua kem không? Chú Đen này hôm nay miễn phí kem đây bà con cô bác ơi. Kem không? Không ăn kem hả? Nói bà Năm ơi ăn kem miễn phí không? Dạ. Mấy đứa cháu có đi xuống không? Dạ có. Kem đủ màu hết trơn quá. Dạ. Rồi hai cây được rồi. Dạ cho cô Kiên cây luôn nha. Rồi. Cảm ơn nha. Dạ. Chúc phím năm ngon miệng nha. Kem miễn phí đây bà con cô bác ơi. Cà lem đây. Ai cà lem không? Cà lem miễn phí mà chính ơi.
cái lem miễn phí nè chú Dễ ơi. Anh Dễ lộn, trời kêu bằng chú cự liền nghe không hoài. Rồi mở nắp ra lấy giùm luôn, ăn thêm gì miễn phí. Dạ rồi, rồi chúc ngon miệng nha, tiếp tục đi thôi. Ai cái lem miễn phí không? Ai muốn cái lem không? Cái lem miễn phí đây, cái lem muốn hút ơi. Nó càng lem miễn phí hả? À, con không có tới, con không có cho nó miễn phí nha. À. Ồ, con không có cho nó miễn phí hả? À? Cái lem miễn phí hút ơi. Thế đó hả? Ai muốn cái lem không? Cái lem miễn phí chú Nhật ơi. Không phải chú Nhật. Đó chú Nhật đó. Phải không? Phải không? Phải rồi, phải rồi, phải rồi, phải rồi chú Nhật ơi. Phải, không? Phải chú rồi. Dạ. Cô Tết có trong nhà không? Cái lem miễn phí đây. Ăn kem về chú Nhật. Cô Tết, cái lem miễn phí cô Tết ơi. Chú Xu ơi, cái lem miễn phí nè, ăn ra lấy giùm con nha. Ồ, ra liền. Nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết luôn nha. Thằng cho ăn cây cây. Dạ. Dạ kem nào? Cái này cái nào hả? Dạ. Cái này kem nào, kem nào, kem nào chú? Kem nào? Kem nào Nhật? Thôi kem này đỏ đỏ đi. Kem đỏ đỏ xanh xanh phải không? Ừ. Rồi. Túi này muốn chết không ăn trời. Rồi, ăn kem này. Rồi. Thử cây hả? Dạ mỗi người một cây nha. Bé ơi, cái lem miễn phí nè. Hai cây đi. Cây luôn thì chết. Trời thật ơi, ổn lắm hả? Cho con hai cây tao cho con coi. Dạ, dạ rồi luôn. Rồi vậy được rồi. Rồi. Dạ. Cô Tết ăn kem gì? Dạ rồi, kem nào cũng được, mỗi người một cây. Dạ. Dạ rồi. Đi thôi, gao lên Miu ơi. Cái lem miễn phí đây, xuống bến đò luôn. Xuống bến đò cho anh với chị dưới đò luôn. Cái lem miễn phí đây chị chủ đò ơi. Kem dâu hả? Dạ mô. Đây, dâu đây. Rồi. Cho lấy này lẹ đi. Đó, hôm nay ở đây là bến đò đi tới đi lui qua sông đi cả nhà. Cà lem miễn phí nha, ai ăn cà lem lấy luôn. Chú chờ cà lem không? Không hả? Chú Phong ăn kem không? Kem không? Anh định bắt hai, kem nè. Đây. Hai người hai cây luôn. Không giờ ba bà. Thôi trời. Dạ, hôm nay anh đem đầy miễn phí cho em luôn. Mấy chú mấy cô ăn lấy giùm con nha. Em một cây phơm, rồi cho em luôn. Thôi rồi, cho ăn cây đi. Cây luôn hả, gọi chú ngận lấy giùm con nha. Ông hai. Dạ, con tặng ông hai cây luôn nha. Chúc hai ngon miệng. Dạ. Con kem không cô? Dạ. Rồi, đảo dài lên. Trời ơi, mất cỡ đi vậy hả? Dạ. Kem không? Kem không có chủ nhỏ. Hả? Không dám cho ăn rồi. Đậy lại. Ho hả chị? Dạ. Ăn, ăn. Con ăn hả? Con ăn kem nào? Tặng con một cây luôn. Không. Kem nào? Ăn kem dưa hấu. Dưa hấu hả? Này phải dưa hấu không? Nè, dưa hấu nè. Cảm ơn chú Danny đi. Chú Danny. Lớn lên. Cảm ơn chú Danny đầy với cô chú mới nghe. Mẹ chở mà có gì đâu mà sợ. Đau. Đau hả? Đau chân con hả? Mẹ mẹ tẹp con hả? Kem miễn phí bà Tám ơi. Kem không bà Tám? Ác luôn, dừng xe luôn. Đó, bà Tám ăn kem nào? Rồi, cảm ơn luôn. Dạ. Con nguyện á. Dạ con nguyện. Dạ, con đi bà Tám ơi. Dạ. Tiếp tục luôn. Ăn thế nè. Kem đi, kem đi. Kem đây, kem Sài Gòn, kem đậu xanh, kem dâu đây. Rồi, con đi luôn. Trời trời, chạy xe vô em chứ hả? Cà lem miễn phí đây mà con cô bác ơi. Kem không Tám? Đâu muốn ăn hả? Dạ. Cà lem đây, bây giờ mấy Miu mắc ăn kem rồi. Kem không chạy? Hồi nãy em xin rồi, đúng không?
cái kem của chị quay. Dạ. Kem không gì ạn? Dạ em ngờ. Dạ rồi, chị. Một cây chị. Hôm nay anh Danny hỗ trợ, cảm ơn anh Danny giùm em nha. Dạ chú, dạ. Ba. Cảm ơn. Dạ. Mấy ông thợ ơi, ra ăn kem chiều cho mát đi. Đi kem coi à. Cho nó ăn cây coi kìa. Dạ. Đâu? Kem đi, kem miễn phí đi. Rồi. Đây. Dưa hấu hả? Đây dưa hấu đây. Cảm ơn chú Đinh này. Con cảm ơn chú Đinh này. Trời ơi, quá giỏi. Đây nè nè nè. Đây. Cảm ơn. Rồi. Đây cho con nè. Cảm ơn con. Cảm ơn chú Đinh này. Ờ quá giỏi. Nhân ăn gì? Dì ăn. Không ăn hả? Dạ. Em bịch hết chị ba. Em bịch phải không? Sữa chua nha. Em hấp lương này. Với số rồi sáng. Rồi. Ăn kem nào? Rồi. Kem vua nha. Rồi, cảm ơn chú Đinh này đây. Dạ, cảm ơn chú Đinh này được rồi. Rồi, cà lem đây. Kem phun đây. Cho lưng cây. Rồi. Cái này chịu không? Rồi, ông Tư ăn vua luôn ông Tư. Dạ chị, lại đây lấy giùm em đi chị. Dạ chú. Chú ăn về, chú ăn trái cây cho đẹp da nha. Dạ. Cho chị vô ha. Dạ rồi. Nè cho con nè. Rồi. Rồi hết rồi Phong, bây giờ đi nha. Còn nữa hả? Rồi con này lại lấy giùm luôn. Chạy lại lấy giùm em luôn. Dạ. Đây. Cảm ơn luôn. Bé ăn không? Sữa chua không? Ăn luôn. Sữa chua Phong, cho một bịch sữa chua luôn. Rồi. Rồi giọt nha. Không ai ăn là giọt à. Cà lem đi. Ủa sao người ta để đây vậy? Cà lem đây Út ơi, ăn cà lem không Út ơi? Cà lem, cà lem, cà lem. Hoàng, ăn kem không Hoàng? Cà lem không. Út ơi, ăn kem không Út? Lan Anh, ăn kem không Lan Anh? Lấy con cây kem. Cây kem phải không? Kem với cây nha. Rồi. Ăn kem gì Hoàng? Kem... Kem gì? Khoai môn. À, kem đó làm gì vậy? Kem dâu. Bốn mùa. Cái trái cây, trái cây, trái cây. Kem phai môn đi. Phai môn nha. Rồi, cảm ơn. Út ăn không vậy? Út không? Út ơi, ăn kem không Út? Dạ, dạ. Nóng nhá, nóng gần đi. Miu ăn kem ngon không? Ngon. Nói cho chú đây này nghe, thử coi con kem ngon không? Ngon. Hôm nay con vui không? Vui. Cảm ơn chú đi. Cảm ơn chú. Chúc chú làm sao? Chúc chú hàng ngày sức khỏe, ngon 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 việc. Quá giỏi, bây giờ con gào lên đi. Bây giờ con gào lên con nói kem miễn phí đi. Rồi đi thôi. Mẹ ơi. Ơi. Mở con có tư luôn nè. Ừ. Kem miễn phí đây bà ba ơi. Không biết được luôn. Bà ba ơi ăn kem, chị ăn kem không chị? Kem miễn phí bà ba ơi, ông ba ơi. Ra lấy giùm con luôn nha. Kem đậu xanh, kem Sài Gòn, kem dâu, kem dưa hấu, kem sầu riêng gì quá trời kem luôn, con không nhớ hết nữa. Miễn phí hoài rồi. Dạ. Hỏi trời. Không gì nữa con bán ủng hộ con được rồi. Ừ. Ha. Dạ. Ừ. Rồi bà ba ăn kem gì lấy giùm mà, con nha. Cái phải không? Dạ mỗi người một cây. Mỗi người một cây. Dạ. Rồi cho ổng không? Cho ông ba một cây luôn. Ông ba đang đọc cái gì trong đó đó. Thôi cái này nè. Dạ rồi. Bà ăn kem không bà? Bà kem trái cây ăn cho bà đẹp da ra luôn. Cảm ơn nha. Da ua rồi sữa chua quá trời đẹp da luôn. Dạ. Rồi con đi tiếp đây. Dạ. Dạ. Cái lem đây. Cái lem miễn phí đây bà con cô bác ơi. Cái này giống như cái này giống như gì hấu của cà đem luôn. Ồ vậy đó hả? Rồi bây giờ là sẽ đi dài lên trên đây nha. Hiện khúc trên đây nha, chắc cũng có nít nhiều lắm nè. Với lại bà con cô bác rồi. Bà ba ơi, cà lem miễn phí đây bà ba ơi. Có cháu ở nhà không bà? Chút nữa đi học chút về. Đi học chút về ha, bà ăn không? Ăn lấy kem cây bỏ trong tủ lạnh. Dạ một cây, kem trái cây luôn ha. Dạ rồi con cảm ơn. Dạ.
kem không mới được. Rồi ăn kem gì? Kem dưa hấu. Dưa hấu hả? Rồi cảm ơn chú Đinh này đi. Cảm ơn cô. Được rồi. Rồi đi dài lên luôn. Rồi kem miễn phí đi mà con cô bác ơi. Hôm nay ai miễn phí mèo? Chú Đinh này. Chú Đinh này kem. Kem đây, kem miễn phí đây bé bỏng bồng bông ơi. Bé không cho. Dạ, cho đứa cây nè. Dạ. Rồi, ăn không? Ăn kem không? Rồi, cảm ơn chú Đinh này nha. Rồi. Cảm ơn. Ăn không? Ăn không? Con ăn cây đi, cho nó ăn cây đi. Đây, cho con cây nè. Lấy được rồi. Lại lấy đi con. À, cảm ơn cô. Chị ăn kem không chị? Cho chị ăn cây. Cho chị ăn cây luôn nha. Chú ăn không chú? Kem gì chú? Kem gì cũng được chứ. Dạ, rồi chú lấy con trái cây nha. Hai cây, hai người. Mỗi người một cây thôi. Ừ, rồi, mời hai người. Còn người ở nhà nữa. Còn người ở nhà là ai chú? Dạ. Vợ hả? Kêu vợ lại lãnh đi. À, vậy đi. Rồi. Rồi cho chị vô luôn, cho có sữa cho em bé luôn. Chị nha. Dạ. Rồi, ủa chị có ăn không? Không ăn hả? Vậy em giọt rồi nha. Lui ra, chị xích sen trước được không chị? Kem miễn phí đây. Ai ăn kem ra lấy kem nha. Dạ. Dạ rồi, kem đây. Một cây luôn, dạ. Hôm nay anh đem này là miễn phí kem nha. Dạ có. Em bé bồng bồng nè. Ê, cái sữa chua đâu, xin sữa chua rồi. Dạ, một cây sữa chua, mỗi người một cây giùm con nha cô. Dạ. Em bé ơi. Xin cho cháu ngoại ăn cây nữa đi. Cháu ngoại cô bà lớn. Nó đang được tắm đúng kìa. Đang tắm không, cho một cây này luôn. Rồi, ăn gì con? Chưa con cây kem. Cây kem nè, một cây này luôn nha. Con không? Gọi cho em bé một sữa chua luôn. Rồi. Kem không? Mấy đứa ăn kem ghé lấy kem nha. Dạ. Kem luôn. Dạ rồi. Con cảm ơn luôn. Dạ. Kem không? Kem không? Kem miễn phí nha. Cảm ơn chú Đinh này nha. Rồi. Đây. Cảm ơn chú đi. Kem này không được. Con này con ăn được hả? Cho con kem Sài Gòn này chịu không? Chứ kem gì? Sao kem gì cũng không chịu? Kem màu đúng không? Không. Rồi. Rồi, cho bé một cây luôn. Còn ai nữa? Đây, một cây luôn. Còn ai nữa không? Vô xe, xe vô. Rồi, hết rồi phải không? Dạy lên luôn. Kem miễn phí đây. Ừ, lấy hai cây luôn. Ờ, người ta tông với lại người ta lấy một cây hả? Ờ, mỗi người một cây thôi. Mấy đứa ăn kem miễn phí không? Ra chi tiền cho nè. Lẻ lên. Rồi, lẻ tay thì còn nha. Mấy đứa ăn kem nào? Kem này nha. Kem nào? Sô-cô-la. Sô-cô-la, cảm ơn chú Đinh này đi. Ờ, con cảm ơn. Ừ. Đây. Con ăn kem này. Con ăn kem nào? Rồi. Cảm ơn chú Đinh này. Ừ, kem nào? Rồi, cảm ơn. Chú Đinh này. Ồ, quá giỏi. Rồi, đi dài lên nữa. Kem miễn phí bà ba ơi. Dạ. Đây, lấy giùm con nha. Cho tập cây thôi. Dạ. Dạ rồi. Bà Út ơi, kem miễn phí bà Út ơi. Kem miễn phí mấy đứa con nít ơi, ăn không? Chạy lẹ ra. Đây, nhanh tay còn nha. Kem nào? Trước khi cho là cả cảm làm gì? Cảm ơn. Cảm ơn chú Đinh này nha. Dạ. Rồi. Đây, mỗi đứa một cây. Sô-cô-la. Sô-cô-la. Con sô-cô-la luôn. Sầu riêng. Rồi, sô-cô-la. Ừ, cho con sô-cô-la. Sô-cô-la luôn đúng không? Rồi. Cảm ơn chú Đinh này. Cảm ơn chú Đinh này. Dạ, con cảm ơn chú Đinh này. Rồi, chúc học giỏi nha. Dạ. Bé ăn không? Bé ăn không? Bé ăn không? Không ăn hả? Không. Rồi, còn mấy cây nữa ta?
Wow, còn có mấy cây nữa là hết trơn rồi cả nhà ơi. Bây giờ kéo lên trên đó kìa. Đó, để mấy đứa học sinh đi ngang. Sẽ cho tụi nó nha. Mấy đứa ăn kem không? Ghé chị Tiền lấy kem nè. Ăn kem không? Không ăn hả? Nó mất cỡ, nó không ăn. Rồi đi dạy lên nha. Mệt quá. Kem đây, kem miễn phí nha. Ăn ra lấy kem nha. Chạy ơi, bà ba ơi, kem không bà ba ơi. Dạ. Chạy ăn kem không chạy? Dạ rồi. Mấy chú ơi, ai ăn kem không? Rồi lấy giùm em luôn nha. Còn có mấy cây à. Mấy đứa ăn kem miễn phí không? Lại lấy kem nè. Lại đây, lại đây, kem nè. Rồi, mấy con, mấy chú ơi, lấy giùm con nha. Bịch hay gì hả? Dạ, mỗi người một bịch thôi. Dạ. Hai người, hai bịch đi mẹ ơi. Không, mỗi người một bịch giùm con nha. Dạ. Rồi, bây giờ là còn có một thứ, hai thứ nè. Dạ rồi. Rồi, mấy đứa lại đây chi tiền cho kem nè. Từ từ nghe xe nha. Rồi, qua đây. Đây, mỗi đứa một cây nha. Rồi, cảm ơn đi. Rồi, qua đây. Ăn kem không? Lại lấy kem nè bé ơi. Rồi. Còn mấy cây nữa là hết rồi. Dạ. Rồi, mấy người em nha. Chị ăn không chị? Dạ. Dạ bà, một cây hả bà? Dạ. Rồi con gửi. Dạ. Cảm ơn. Rồi, kem đây. Mẹ ăn kem không? Ăn kem không? Rồi qua đây cho kem luôn. Đây, mấy cô ăn không? Cho mấy cô luôn. Còn có một loại à con. Ăn đỡ giùm cô nha. Không ăn hả? Ồ, còn có một loại kem mà cả nhà ơi. Còn kem trái cây không à? Còn mấy bịch kem trái cây nè, ăn không? Thứ mấy em quên mất tiêu luôn rồi. Rồi còn mấy cây ai ăn lại lấy giùm luôn nha. Đây một bịch. Dạ. Bà tám bịch. Rồi cho bà tám trong nhà ăn bịch luôn. Rồi mấy đứa lại đây chi tiền cho nè. Đẹp con. Rồi. Đẹp. Nó không ăn kem này. Nó không ăn kem này. Cô lấy bịch đó cô. Dạ. Rồi còn một cây cuối cùng. Không ăn nữa đâu, có kem nào đâu, có kem này không à. Nó không ăn rồi, rồi hết chân rồi, cảm ơn nghe hết rồi. Dạ, hết hồn rồi. Bye bye. Bye bye. Rồi thì hôm nay thì hồng kem rất là mau lẹ luôn, rất là đắt luôn. Hết chân, nó không chịu ăn. Vô ăn hả? Dạ, hồi nãy cho nó không chịu ăn. Thì hôm nay á, thì rất là vui luôn. Nhất là mấy đứa nít nó rất là vui luôn. Trước khi kết thúc video thì em cũng có ra lời cảm ơn đến anh Danny Nguyễn ở bên Cali rất là nhiều. Đã mảo hết trơn cái hùng kem này để mà hỗ trợ cho mấy đứa nít với lại bà con ở xóm em nha. Chúc cho anh và gia đình anh luôn luôn gặp nhiều may mắn, mà thành công và luôn vui vẻ trong cuộc sống nha. Cả nhà hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn chuông để theo dõi những video tiếp theo của hai mẹ con nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.